Khi cũng là một ngày bình thường với anh, là khoảnh khắc đẹp để tự kỷ. Sau khi thoát khỏi công việc bề bộn thì nghĩ đến em là việc đầu tiên. Việc thứ hai anh làm kế tiếp là viết lên beat một chút ưu phiền. Thôi để làm gì hả, để gấp những nếp hỗn tạp còn trong anh, để anh sắp xếp lại hay hâm nóng những điều từ lâu nay đã đông lạnh. Thật sự không đành đâu về tất cả, tại sao ngày xưa em buông tay, có phải là lỗi từ ngày đầu tiên. Cuộc tình khó chịu này chỉ một vai là người đến trước, anh chấp nhận lùi cuối để bước về đứng về sau, chỉ vì mục đích mà em chưa từng biết là giữ nụ cười em như ngày nào. Em có còn khóc, còn trách móc, còn xõa mái tóc khi gặp anh không, có còn thử thách anh, có còn đánh và còn dùng mọi cách chỉ để tranh giành những thứ nhỏ bé trong tình yêu. Đâu là lời cuối, anh từng phiêu bóng tối im lặng xuyên vào tâm, ánh sáng có hồn ấy chưa từng chiếu vào nơi, chỉ có một người suy nghĩ lung tung và nhớ về một người không của riêng anh. Tất cả chỉ là dựng vở kịch một vai, để biết đâu đó anh vẫn còn tồn tại. Một vai chính là độc diễn và chỉ là diễn cho mình anh xem, từ công đoạn yêu cho đến lời thoại chỉ là anh xóa rồi vẽ lên thêm. Thôi việc vở kịch không như là đời, anh có thể dựng những điều khát khao, anh có thể tô lên vài màu sắc che giấu góc khuất của những nỗi đau. Từ việc có em hay đến mất chỉ là mất mát anh đã từng bao che, và từ rap hay cho đến rap dở thì cũng là rap cho mình anh nghe. Nhỏ là khi sau cuộc trò chuyện anh chợt nhận ra, độc diễn một mình đầu dây bên kia chỉ là khán giả theo cách đúng nghĩa đứng ngoài cuộc tình này. Em từng nói trong tình yêu chân thành thì sẽ không hề có hai ngã, đúng là vậy, nhưng mà khoan, tại sao em thong thả bước khỏi đời anh qua dòng tin nhắn thật lạnh tanh. Cứ thế em khắc thêm vào anh vết đau chưa khỏi chẳng thể lặng. Kịch một vai mà anh diễn, còn em chỉ là người đứng xem. Và nếu vị trí này có hoán đổi vẫn là anh diễn còn em đứng xem. Thôi cho dù anh cố gắng thế nào cũng chẳng thể mang hạnh phúc cho em, còn đối với ai chỉ nụ cười đều mà họ không cần phải nói chi thêm. Em là gió bất chợt gió cuốn đi xa vì anh thân cây ngọn cỏ không thể theo em nữa, mà cứ như quy luật em đến tứ mát một lần và mãi chẳng quay về đây. Anh xây bức tường chặn luồng gió mới như em đã xa và chẳng thể thấy. Điều hiển nhiên trước mắt mọi người là anh đã tự cô lập bản thân. Anh cần gì khác khi ngoại trừ em tất cả mọi thứ trở nên chán dần. Rồi anh độc thoại với chiếc máy vài vật dụng bên trong căn phòng, cứ viết rồi nghe và lại cứ viết bất chấp vách ngăn đang động trong lòng. Đâu phải khi viết lên bài ca là anh luôn muốn sẽ có người nghe, đâu phải vết cắt ngày càng sâu là điều anh muốn lấy đó mà khoe. Thực sự là không đâu em mà, chỉ là tâm trạng nên viết ra, nhưng không niềm vui thì viết nỗi buồn chứ anh chẳng biết làm gì cả. Đôi dòng từ thoại anh viết lên đây vì một cảm giác anh biết không hay, có những đau đớn anh xiết trong tay bởi vì nó cần thiết để được che đậy. Còn đường nào rồi cũng có lúc bắt ta phải chọn một lối mà đi, nhưng điều quan trọng là cần phải nhớ trên đường đã đánh mất đi những gì. Kịch một vai chính là độc diễn và chỉ là diễn cho mình anh xem, từ công đoạn yêu cho đến lời thoại chỉ là anh xóa rồi vẽ lên thêm. Thôi việc vở kịch không như là đời, anh có thể dựng những điều khát khao, anh có thể tô lên vài màu sắc che giấu góc khuất của những nỗi đau. Từ việc có em hay đến mất chỉ là mất mát anh đã từng bao che, và từ rap hay cho đến rap dở thì cũng là rap cho mình anh nghe. Nhỏ là khi sau cuộc trò chuyện anh chợt nhận ra, độc diễn một mình đầu dây bên kia chỉ là khán giả theo cách đúng nghĩa đứng ngoài cuộc tình này. Vai chính là độc diễn và chỉ là diễn cho mình anh xem, từ công độ yêu cho đến lời thoại chỉ là anh xóa rồi vẽ lên thêm. Thôi việc vật kịch không như là đời, anh có thể dựng những điều khát khao, anh có thể tô lên vài màu sắc che giấu góc khuất của những nỗi đau. Từ việc có em hay đến mất chỉ là mất mát anh đã từng bao che, và từ rap hay cho đến rap dở thì cũng là rap cho mình anh nghe. Nỗi là khi sau cuộc trò chuyện anh chợt nhận ra, độc diễn một mình đầu dây bên kia chỉ là khán giả theo cách đúng nghĩa đứng ngoài cuộc tình.